Xin chào cả nhà nhé. Bữa nay một ngày đẹp nữa rồi, nhưng mà trời vẫn còn có gió. Mỗi ngày mỗi lớn, khi mà trời ấm ấm là thấy tỏi nó lên khác. Các bạn thấy không? Wow, tỏi bên năm này tốt ơi là tốt quá coi. Đây, quá trời tỏi luôn, năm này ba vườn tỏi luôn. Này là vườn lớn nhất nè, hai vườn trong kia nữa. Thấy cải của mình chưa? Cải lên hết rồi, ăn được hết rồi nè. Lẹ không? Chỉ ấm ấm mấy ngày là cải bự luôn, tỉa ra ăn được hết rồi. Cái này mà đút bánh xèo một cái là thôi. Tỏi trồng tùm lum, góc hẻm nào cũng có tỏi là sao? Wow.
Mới mấy tháng mùa đông trở lại ấm không được 2 tháng là thấy cây xanh tươi đẹp hết rồi, các bạn thấy không? Cây chanh mình cũng ra bông rồi nè. Ui, chanh bắt đầu ra bông dữ luôn á. Đây, cây chanh đây. Mới ấm mà ra bông dữ luôn. Trồng tùm lum tà la hết luôn. Đủ thứ loại. Ngò, cần, hành, tỏi, cà, xà lách, đủ thứ loại ớt. Tranh thủ trồng các bạn ơi, chỉ được có mấy tháng à. Hưởng thụ trồng cây bên xứ này chỉ được có mấy tháng à. Còn nhiêu là thê lương. Thôi quay chút xíu cho các bạn coi cái vườn của mình chuẩn bị. Có rau cải sạch ăn rồi. Rau diếp cá cũng lên rồi nè. Có bức gỏi làm ăn được là hẹ đó nè. Rồi diếp cá chuẩn bị lên nhiều lắm nè. Mùa này là đủ loại rau ăn chơi. Nói về làm gỏi cá ha, bữa nay cũng có rau gỏi cá rồi, cũng rau lên là bức làm gỏi cá được rồi. Bữa nay mình làm cá gỏi cá mú rồi. Bữa đi câu về vẫn còn con, bữa nay làm. Khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh. Vẫn còn lạnh, cá nó chưa có lên các bạn ơi. Trời vẫn còn lạnh. Cá nó còn trốn ở dưới á. Nước nó còn lạnh á, bởi vậy nó ít di chuyển, nó nằm ở dưới á. Ok, chuẩn bị làm gỏi cá đi. Tiếp tục lại gỏi cá mú nha các bạn. Rồi, vườn rau đã lên rồi, bởi vậy hái cây nhà lá vườn luôn. Còn cá này bữa đi câu về còn một em, bữa nay làm luôn. Đãi bà kè đi về Việt Nam. Đây, đầu cá chặt ra sẵn rồi. Đó. Sò nữa. Rồi, wow, có món gà nướng muối ớt nè. Làm trong xì thì cũng không thiếu món gà nướng muối ớt. Rồi bữa nay chuẩn bị bắt nồi nước lên nấu lẩu, nấu nấu xong lấy đũa dừa, lấy đũa này hả? Em lấy cái thau, nó đâu có đủ đâu, nấu. Rau nhiều lắm mà. Để nấu một tô canh chua đầu cá mú. Ê. Nghiêng. Giống như là anh nghiêng bữa nay ra tay trộn gỏi ra. Lấy một cái chén nhỏ ba để bên nước mắm sát bên. Đây nè. Cũng giống như ai lạc lạc thì chan vô thôi. Đây. Đó. Rồi, trộn lên. Nước mắm nè, để bỏ bàn nè. Hai bên. Ok. Dĩa rồi ha, dĩa trước rồi ha. Dĩa rồi. Dĩa quá đủ. Trộn hai bên gì nó mới đều em ơi. Phải đưa đôi đũa. Kìa đưa đôi đũa đó kìa. Đó. Trộn gì nó mới đều. Để lát. Mới. Không?
Thì Trí đầu nấu bánh chua có muỗng mũ không, muỗng nhựa ở Việt Nam cho hai ba cái được mất máy thì nó phải bắt cũng làm ba món á, còn đây là con này quá bự rồi. Ủa, mình có vô lại em thấy nó chạy luôn hả? Chạy rồi. Mồi quá dữ rồi, cho xì làm món đi muốn gì. Đóng cửa bên hông luôn vậy. Đi. Đóng cửa bên hông chưa? Ok. Món này muốn gì cho chị? Món bò khói của chị Dung đem lên. Ồ, bò ông khói nữa hả? Dữ luôn. Ừ, hai dĩa rồi. Đúng rồi. Hai dĩa nhựa đó. Vị trí. Vị trí. Đây đây đây. Đây đây. Cười. Vô chúc mừng đi, chúc mừng đi, chúc mừng đi. Chị Điền đó rồi. Vô theo ơi. Đây tới đây ngồi. Ủa, cái chân cũng vẫn còn đi cà nhắc à. Ôi giời, cho anh em nó cứ lên, nó xuống, nó lên, lại xuống. Bây giờ bữa nay quất đại bia vô cho nó xuống rồi. Em thấy nó bớt thế em không uống, nó lại lên, lên, lại. Mời các bạn quá. Nó tốt là nó không được cân đối với nhau thì nó phát sinh thôi. Anh Cường có bữa vô đây. Làm biết gọi đó. Món món này anh theo làm nè. Thử ra. Thử cái nè. Cái gì? À, cái đồ kèm rất cầm dây kìa. Làm miếng gỏi đó các bạn ơi. Làm gì làm cũng không có quên miếng gỏi cam mú nha. Món này chắc nhiều rất à. Được không? Xài được lại thì xài, không xài được dùng khó gì. Nhìn thấy ngon thế. Thử miếng thôi. Kèm hương ớt. Cái này cái gì? Cái thịt gì của Tây á? Rảy breast á? Rảy smoke hả? Ăn rồi biết. Thịt bò. Smoke hả? Thịt bò smoke. Ủa ngon ngon ngon. Hả? Châu xì cắt dày. Mời các bạn miếng ơi. Châu xì cắt mỏng nha. Châu xì quá ngon ngon nè. Cái này mỏng nó ngon. Đúng rồi, cái thịt này tựa tựa. Hồi xưa em với anh vô Rascal mà cứ thẻo của nó ăn hoài, nhớ không? Đạt quá. Nó là giống nhau thôi, theo nó chỉ có theo làm mới giống như này là. Theo làm hả? Cá ngon không? Cá ngon very good. Cá ngon trên đây rồi, không ăn thịt nữa, ăn cá là nó hết gâu à. Tại ăn thịt bởi vậy. Cỡ nào cũng đâu hết lên lên rồi. Ở Khai Bình ăn được cái này mà. Gừng gỏi mà. Gì á? Heo gì á? Đi vô cắt chơi. Gừng gỏi ngon lắm mà. Ồ, gỏi cũng ăn hả? What the. Heo thì ăn phải ăn thịt. Chính cho chị. Không ăn thịt không được. Biết là sao không? Hả? Đi chờ gà gần chín hả? Bộ phải ăn thịt. Cũng như là nghĩ ăn thịt. Không có sức. 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 Thấy hấp dẫn không? Đó, cái dành cho anh Theo à. Chị Dung à. Giữ giờ thấy hấp dẫn quá. Dòm chống gà miền Tây nướng với ớt kia nè. Dạ. Dòm cái đậm đậm cho nó sung cái coi. Dạ. 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 Cây hả? Cây ăn gỏi. Dĩa thứ hai đó nè, ăn lẹ quá. Mấy người này gỏi cơm mú ăn lẹ quá. Tay chị cười, chị hai phần này rất là lãi nè. Ấy là cái gì? Ấy ấy là gì? Xin xin mời đồng chí nói rõ là. Không có chị nghe cứ nói rõ đi. Mời 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 các bạn biết ra. Ăn món à? Hả ta lại làm gì làm cho món gỏi này cũng vẫn bắt như xưa hả? Gỏi này tìm đâu ra? Giờ đi chỉ một chân lên một chân xuống. Gỏi à? Không, bây giờ mời anh Tín Ly đi, chuẩn bị đón con bên này về nè. Mới xài mấy năm rồi. Em khác xài đi nào trước rồi. Đây là mình còn trùng tu bảo dưỡng mới được như bây giờ. Trước là một năm một tháng. Rồi mời các bạn miếng gỏi ra đây. Ừ, gỏi cơm mú rồi. Cảm ơn nha. Quá dữ quá dữ. Dài lắm.
chiến này được gì đâu, chiến này được gì đâu, chiến này không được gì đâu. Mà mình quên hoài à. Cái gỏi này mình ăn với cái bánh tráng bánh đa ngon lắm, mình nói là ngon mà quên hoài, đi mua hoài mà quên quá. Tại mình công việc công trình nhiều quá lo chưa xong, bánh tráng quên. Cuối cùng cũng có miếng bánh tráng các bạn ơi. Kêu bên ngoài bắt kêu bằng bánh ấy nè, phải không? Bánh đa nè, bánh đa nè, bỏ gỏi cam mú vô ăn rồi thôi, tìm đâu ra. Cá là lo hai lon á. Chơi gì? Lo hai lon, không tin. Chơi gì? Gỏi cá mú mà ăn với bánh đa tìm đâu ra. Được dữ. Mời các bạn miếng ra. Thơ nghe một thùng luôn. Tôi dung một khoái nữa mà. Anh gặp thơ em sợ. Ở quê em nó có bài thơ là con đánh tôi nhảy vào hang, con đánh tôi dại nhảy ra khỏi hang, lại nhảy vào hang. Nghe chưa bạn? Thơ này giống anh xe quá vậy. Nhảy qua nó vô hơi lâu á. Nó làm được bài thơ thế. Thánh này thánh lại đi câu mà ảnh dính cá nhiều, ảnh làm thơ ác á. Ảnh ra đùm lum lá. Bị ở lâu lâu chút á. Wow, cuối cùng có bánh tráng nữa nè. Mẹ mình mới về sớm. Tưởng không có bánh tráng này là ăn với gỏi cá mú là má la luôn. Thôi mà các bạn miếng nó coi. Này trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Vô. Hôm nay đi khá tiền. Không à, thánh lầy cá mình đi câu về làm gỏi mà ăn với bánh tráng Việt Nam nữa thôi hả? Anh giới thiệu người dính cá rồi không? Ghê quá, chẳng ghê. Anh quên cúc đá hay sao? Đây, người dính cá mố bữa nay ăn gỏi là đây, thánh lầy đây. Đó, vậy. Chắc một cái này nó cũng lầy giống thánh lầy, mà thánh lầy nó dính. Quá đỡ. Để đây còn không? Thôi các bạn nữa. Còn không? Bên trắng. Nhóm này không phải là nhóm thư giãn nè. Uống bia cái tấp lên thế này thì nhóm này là kêu bằng nhóm than dữ. Cái này cứ hói thế, uống bia hói này. Sáng qua tuổi trẻ vậy là cũng quạt ăn ngọt. Cũng quạt ăn ngọt. Nó hay quá vô các ơi, nó hay quá vô các ơi. Nó hay quá, nó hay quá. Nó hay quá. Chị là để em nói theo đấm cứu. Mời các bạn miếng đây nha. Ồ, bên đây mồi bén quá. Đổ đi đổ về. Sau này ai đi Việt Nam anh nhớ mua cái bánh đi cầm về nha. Không biết bà má vừa rồi về không biết đem không. Ở trong em thiếu chứ không cầm đâu. Wow, không biết à. Cầm bánh tráng này. Mời các bạn miếng đó nghe. Mình biết cái bánh nào. Cái chửi con cá chứ nhưng hả? Bỏ cái lợi, bỏ cái leo cho. Còn một nồi canh chua nữa nè, dứa sò nữa nè. Dứa. Làm sốt thôi. Tối ở lại đây ngủ rồi mà mời các bạn sốt ra. Vô nữa. Mồi bén nó phải vô sốt đó các bạn ơi. Bởi vậy nói thiệt sự các bạn đi câu cá dậy sớm, dậy khuya thức khuya dậy sớm hả cho đây Thánh Lai. Thường thường á mình đi câu cá mà dính cá về thức khuya dậy sớm cũng khổ, rồi về làm gỏi nè, rồi nhậu uống rượu cũng khổ nữa đó. Mà vậy đâu có gì sướng đâu. Cái gì cũng khổ hết. Mà các bạn biết bỏ vô chung lạnh lát đi xét còn ai sao? Có thế nào không? Bữa khi mua cái thế ra. Súng đá. Ừ. Rồi thôi coi vô mà lắm được cái giò đó là con nó chỉ có chết thôi. Chết rồi. Có gì á theo. Á theo phải bị đi cướp rồi. Nhảy luôn thôi. Giờ các bạn. Sẽ súng đá. Sẽ bỏ nó ra nhảy luôn sao không quỷ. Nhỏ nhỏ thôi tí ơi. Trời chưa sập tối mà nhảy nhót gì tầm này. Chị nghe biết là tối nay chị nghe đi rồi nhưng mà cũng từ từ. Ok không? Sợ ok không? Ok không? Biết sợ cái? Ăn sợ được ngọt không? Đợt này sao nó bự quá trời. Mình chơi chấm mắm đó à? Còn mắm me luôn hả? Dạ. Đâu còn mắm nào nữa. Chỉ còn mắm mặn thôi. Cũng ngon. Mắm này mắm gì?
ngon mà. Mắm bên đó đó. Bà bên đó. Lấy cái tô kìa. Lấy cái tô đó. Sững luôn trời. Cái này đầy nắp lên. Ôi mẹ coi mẹ chậm ôi trời. Có chứng kiến con nhảy lộn cái lộn cho mình. Áp lực. Cái đây là bị áp lực của... Dạ không, ở ngoài đó. Kê, shot thứ hai nè. Đó, vui quá, bữa nay gọi cá mồi bén được không mà mời các bạn miếng nữa đây. Chị Tiền á, shot nè. Chia. Yeah. Đấy, cái này ngon hơn nhiều. Đỡ hả? Mời các bạn miếng gỏi nữa coi. Gỏi cá này thiên thu luôn. Mới uống có một nửa. Nổ, nó lát trầu xì em mất. Người khác đến nhà em không có chất đại vô trong cái máy đồ chén là em không chịu. Em phải tháo ra em bỏ lại theo ý của em. Không được, không bỏ xong bỏ sai của em được. Hello Thu. Hello. Yo. Happy Saturday. Quá trời gỏi, nãy giờ mình gỏi thật sự mình không dám ăn luôn nha. Ồ chờ Thu về mới bắt đầu ăn lại nè. Người xung quanh mình nó dạ. Nhiều lắm cho nên mình phải kìm lại chứ. Tới nhà nói gì mình rửa ba nước kiểu này chứ. Không sao cứ rửa đi nó đem rửa lại đấy. Tôi tốt nhất là phải đòi rửa. Biết không em mở cái nhà nó có hai trẻ con, em mở cái kitchen ra không có chỗ nào mà không bừa bị bừa. Mà hai đứa nhỏ, một đứa 6 tháng, một đứa 2 tuổi. Nhưng mà nó làm gỏi vẫn ngon nha. Tìm đâu ra? Thịt từ thay thanh lây từng sâu là cũng phải đi tìm nữa rồi. Con này là con cuối cùng mà. Cái này ăn hết sạch luôn. Em muốn chờ mọi người. Xong rồi ông này nói thôi đi ngủ đi mẹ không. Quá đã. Ăn gỏi đi xong rồi. Đến phiên đòi đầu cá mú canh chua ra nha các bạn. Nãy giờ gỏi ăn xong rồi. Sò ăn xong, gà cái gì xong, cái này là món chữa lửa cuối cùng nha. Quá dữ luôn, đầu mấy cái duy này là thôi. Cái này là hình như không rượu hơi nhiều á. Quá dữ. Yo. Shot. Ồ, shot nữa hả? Quá dữ à. Mời các bạn nữa nha. Bữa nay mồi bén mà bây giờ phải làm shot thôi. Cá mú mà chưa hết nữa nè. Ba mẹ nặng ghê, cũng lát thì nó vẫn ghê, nó vẫn ghê. Cá mú xe xí mì nha. Mỗi cá vẫn còn nữa, chết luôn. Tìm đâu ra. Để chân tí nó bưng chưa? Đó nha. Đó là xong rồi không chú á. Cho con thấy là mình ở nhà mình làm sạch sẽ mà. Mình em bưng nhẹ là con ơi. Nước nóng. Đi vòng qua kia luôn, đi vòng qua kia luôn. Bữa nay mình ăn gỏi luôn giờ thanh lầy ở bye bye thanh lầy.